Chỉ cần ngồi với em một chút, nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì em chưa muốn phiêu dù thích anh hơi nhiều. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với vlog thứ 6 của Chukisan. Và hôm nay thì sẽ là một cái vlog khá là đặc biệt. Sẽ là cái vlog giải đáp thắc mắc của các bạn về San. Cách đây khoảng mấy ngày ấy thì San có thực hiện một cái ô câu hỏi trên Instagram mà mọi người có thể hỏi San những câu hỏi trong đó. Và mình sẽ trả lời tất tần tật những cái mà mọi người hỏi ở trong cái clip lần này, trong cái vlog lần này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhỉ mọi người. Mời MC ạ. Đầu tiên sẽ là 14 câu hỏi nhanh. Ok. Mỗi câu chỉ được 3 giây thôi nha. 3 giây hả? Ừ. Nếu trong 3 giây không trả lời được thì sẽ phải nhận một hình phạt. Nữa hả? Nào bắt đầu. Họ tên: Trần Thị Dung. Nghệ danh: Chukisan. Ngày tháng năm sinh: 14 tháng 1 năm 1998. Quê quán: Thái Bình. Chiều cao: 1m65. Cân nặng: 42kg. Món ăn yêu thích: sashimi. Màu sắc yêu thích: trắng đen xanh dương hồng. Sở thích: xem phim, ghép hình. Hết. Ghét nhất: sầu riêng. Ước mơ thỏa bé: tiếp viên hàng không, nhà thiết kế thời trang. Nghệ sĩ nam yêu thích: G-Dragon. Nhóm nhạc yêu thích: Queen. Bài hát đang nghĩ đến ngay lúc này: anh thật sự ngu ngốc. Chả hiểu sao anh nghĩ bài đó. Hết. Hết. Bây giờ đã hết 15 câu hỏi nhanh rồi. Yeah. Mình sẽ tiếp đến 500 câu hỏi chậm đến từ Instagram. Câu hỏi đầu tiên, cái này mình sẽ giữ nguyên cái giọng văn của các bạn luôn nha. Ok. Đức Trọng quê em, chị có cảm giác thế nào khi đến Đức Trọng? A hi hi. Đức Trọng quê em nhưng mà cũng là nơi sinh sống của chị. Hồi mà còn chưa lên Sài Gòn á, hồi mà còn chưa xuống Sài Gòn thì Đức Trọng là nơi chị sinh sống. Chị học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở Đức Trọng luôn. Thì đó là một cái nơi rất là gắn bó với chị. Tuy là Đức Trọng có nhiều người bảo là nó không đẹp bằng Đà Lạt, tuy là hai cái nơi nó sát nhau, nhiều người bảo là Đức Trọng không đẹp bằng Đà Lạt, nhưng mà đối với chị thì Đức Trọng luôn có một cái gì đó rất là đặc biệt, một cái gì đó rất là thân thuộc và một cái gì đó rất là gắn bó đối với chị. Chiều cao của chị San? Ủa, có thể mình thấy câu hỏi nhanh rồi mà. Tôi cao 1m65 nha mọi người. Cũng lâu rồi không đo lại, không biết có tăng được không, nhưng mà cái chiều cao này là từ hồi cấp 3 là tôi đã 1m65 rồi á. Số đo 3 vòng thôi chị. Số đo 3 vòng hả? Cũng không nhớ lắm. Nhưng mà hình như là 75, 56, 87. Cũng lâu lắm không đo lại, kiểu thất thường đó mọi người. Bao nhiêu tuổi bạn mới lấy chồng? 30 tuổi. Chị hãy giải thích giúp em ý nghĩa của tên Chukisan được không ạ? À, cái này San giải thích khá là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay sẽ giải thích một lần chính thức, thật là chi tiết cái tên Chukisan nghĩa là gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân ra làm hai phần, phần Chuki và phần San. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích phần San trước nha mọi người. Thì San á, là tên của một cái nhân vật hoạt hình của nhà Ghibli tên là Mononoke Hime mà mình rất là yêu thích. Thì ở trong đó có một nhân vật là công chúa sói, và cái nhân vật đó tên là San nên mình đã thích cái nhân vật đó và lấy cái tên mình là San. Kiểu như là một cái gì đó là công chúa thì rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà công chúa sói là con nuôi của sói thì nó lại là một cái gì đó rất là hoang dã cũng như là rất là mạnh mẽ nữa. Nên chính vì cái lý do đó nên mình đã lấy cái tên là San. Nghe vừa công chúa mà vừa mạnh mẽ, nói chung là kiểu là một công chúa chiến binh đó mọi người. Phần tiếp theo là phần Chuki. Thì mình cảm thấy là cái tên San á, nó hơi ngắn.
nếu mà lấy mỗi nghệ danh là Sam thôi thì kiểu nó bị ngắn ấy. Mỗi lần mọi người kêu chị Sam, 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 Sam thì nó bị ngắn lắm. Nên mình đã thêm chữ Chuki vô với một mục đích là thêm vào để cho cái tên nó dài ra thôi, chứ cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng mà nghe Chuki cũng dễ thương đúng không mọi người? Chuki Sam. Chị ơi, chị chia sẻ bí quyết dưỡng da cho em với. À, bình thường dưỡng da thì thường là San sẽ kiểu không có theo một cái cố định, ý là không có theo một cái sản phẩm cố định nào hết. Thì cũng bình thường như mọi người thôi, sẽ là bước rửa mặt nè, xong toner, xong rồi serum, xong rồi dưỡng chất, xong rồi sẽ là khóa ẩm. Và một tuần thì San sẽ tẩy tế bào chết từ 2 đến 3 lần, cũng như là đắp mặt nạ từ 2 đến 3 lần luôn. Thì cái sản phẩm mình sử dụng á, thường thường là San sẽ chia theo mùa. Có nghĩa là cái mùa nào mà lạnh mà da mình ít đổ mồ hôi cũng như là da mình thông thoáng hơn á, thì San sẽ sử dụng những cái sản phẩm khác. Còn những cái mùa nào mà da mình nó kiểu dễ bị bít tắc hơn cũng như là chảy nhiều mồ hôi, nắng nóng hơn thì San sẽ sử dụng những cái sản phẩm khác. Ví dụ như là bây giờ đang là cái mùa nóng á, thì San sẽ thay một số những cái sản phẩm trong cái bộ skin care của mình. San sẽ thay cái tinh chất và cái dưỡng ẩm, bởi vì San thấy thường thường hai cái đó là hai cái mà nó có những cái tinh chất khá là dày đặc á. Thì cái mùa hè San nghĩ là San cần một cái sản phẩm nó thông thoáng hơn, kiểu nó không có bị dày đặc dưỡng chất quá, nó không có bị đặc quá mọi người. Thì gần đây thì San có sử dụng một cái loại tinh chất tên là Mobile Essence đến từ Amphrom. Thì đây là một cái nhãn hiệu đến từ Hàn Quốc. Và hiện cái Mobile Essence này đang được bán chạy nhất tại Hàn Quốc của hãng Amphrom này. Vậy thì lý do tại sao nó lại bán chạy nhất như vậy và lý do tại sao mình lại lựa chọn em nó? Đầu tiên là vì em nó chiết xuất 100% từ thiên nhiên và rất là lành tính. Tiếp theo, đây là một cái tinh chất chứa một cái thành phần duy nhất, đó chính là cây ngải cứu. Cái thành phần cây ngải cứu này sẽ giúp da của chúng ta chống được oxy hóa này, sẽ bổ sung những cái vitamin và khoáng chất này, làm trẻ hóa da này, làm dịu da này, cấp ẩm này, cũng như là hỗ trợ để thải độc cho da của mình nữa. Thì đây là một trong những cái công dụng rất là tuyệt vời mà San nghĩ rất là phù hợp với làn da của chúng ta vào ngày hè. Và ngoài ra thì cái tinh chất này thật sự là một cái cứu tinh cho ngày hè luôn. Khi mà mỗi lần mà mình có đi ra đường này, hay là xuống dưới mua đồ, hay là đơn giản là cái thời tiết nó quá là nóng và làm cho cái da mình nó bị kiểu bỏng rát, nó ửng đỏ lên á, thì khi mà bị như vậy mình chỉ cần bôi một cái lớp mỏng của cái tinh chất này lên da thì lập tức da của chúng ta sẽ kiểu dịu hơn, cảm giác mát hơn và thoải mái hơn đó mọi người. Và nó có một cái kết cấu rất là mỏng, nhẹ. Khi mà chúng ta bôi vào da thì nó sẽ thấm rất là nhanh, không có để lại những cái sự bết dính này, hay là không làm cho chúng ta cảm thấy kiểu rít khó chịu ấy. Khi mà bôi xong sản phẩm này thì lập tức da của chúng ta sẽ rất là dịu mát, cũng như là cảm giác như là được cấp một cái lớp ẩm rất là sâu nhưng mà vẫn không mà bị bết rít. Thì đây là một cái sản phẩm khá là tâm đắc cho cái ngày hè của San, nằm trong một trong những cái bước skin care vào buổi tối, cũng như là San xài khá là nhiều nó cho ban ngày khi mà cái thời tiết nó khá là oi bức. Thì các bạn có thể dùng thử sản phẩm này. Và tiếp theo cũng sẽ là một sản phẩm nữa nằm trong cái quy trình dưỡng da trong ngày hè của San, sẽ là một cái bước cuối cùng trong quy trình dưỡng da. Đố mọi người biết là gì? Ta-da! Chính là dưỡng ẩm. Thì đây là một cái em dưỡng ẩm của Dear Claire, mang tên là Midnight Blue Camming Cream. Đây là một cái em kem dưỡng ẩm được chiết xuất từ rau má và hoa cúc la mã, nên nó rất là lành tính này, thuần chay này, không thử nghiệm trên động vật, không có chứa những cái hương liệu cũng như là không chứa cồn. Và ngoài cái đặc tính dưỡng ẩm là cái đặc tính chính ra, thì sản phẩm này sẽ giúp làm dịu da này, sẽ giúp phục hồi da khi mà bị kích ứng này, giúp giảm sưng tấy những cái vết thương sau khi điều trị mụn này, hoặc là sau khi mọi người tẩy tế bào chết xong. Và sử dụng cái em sản phẩm này sẽ là cái bước cuối cùng trong cái quá trình skin care của mọi người, thì cấp ẩm sẽ luôn luôn là bước cuối cùng nha mọi người. Cái em kem này á, mở ra cho mọi người xem, có một cái màu xanh nhìn rất là mùa hè, nhìn rất là mát. Và cái chất kem của nó thì cũng khá là mỏng nhẹ này, thấm rất là nhanh. Khi mà bôi lên ấy, thì cảm giác không có bị kiểu bết dính nha mọi người. Và không bết dính thì sẽ hạn chế tối đa cái việc là da của chúng ta sẽ bị bí và sẽ bị mụn. Đây là một cái sản phẩm mà cũng khá là phù hợp với ngày hè mà San đang sử dụng. Các bạn có thể tham khảo. Chị hát tặng một đoạn bài nào đó tặng em đi. Bài nào ta? Chắc là bài Thích Em Hơi Nhiều, bởi vì gần đây thì San thấy bài đó của Green Even mới ra rất là hay. Chỉ cần ngồi với em một chút, nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng, dù môi đang cách nhau
kết nhau một chút. Nhưng mà vì em chưa muốn feel, muốn feel, dù thích anh hơi nhiều. Kêu vỗ tay theo nhịp bà ơi, chứ phải vỗ tay không bạn. À, chỉ cần ngồi với em một chút. Sơn Tùng MTP, chị nghĩ như thế nào về anh ấy? Anh Sơn Tùng MTP là một cái người mà Sang cảm thấy có một cái sự khác biệt, cũng như là một cái năng lượng, một cái độ thành công, phải gọi là theo bản thân mình nghĩ là một người có độ thành công lớn nhất trong showbiz Việt hiện tại luôn. Thì anh Sơn Tùng MTV cùng quê với San là quê Thái Bình đó mọi người. Và San cũng luôn mong muốn rằng mình sẽ có một cái độ thành công cũng như là cái độ tự tin và tạo được một cái thương hiệu khác biệt cho bản thân mình giống như là anh. Cơ duyên nào đưa San từ phụ tá nha khoa thành ca sĩ? Chả biết là cơ duyên nào nữa, nhưng mà San nghĩ là cái đấy là cái mốc mà kiểu như là mình đã được định sẵn là mình sẽ phải chuyển qua để làm ca sĩ rồi mọi người. Khi mà mình đã có một cái đam mê, một cái sở thích ca hát đã nhen nhóm từ rất là lâu rồi. Từ những cái hồi mình còn học cấp 2, cấp 3 là mình đã thích hát rồi, nhưng mà mình chưa có đủ sự tự tin thôi. Và mình cái sự tự tin đó, nó sẽ nuôi dưỡng ở trong cái cơ thể mình dần dần. Mỗi năm nó sẽ có thêm một chút sự tự tin nữa. Và mỗi năm sẽ có một chút sự tự tin cộng thêm một chút cơ hội nữa. Năm tiếp theo sẽ có thêm một chút sự tự tin, một chút cơ hội và một chút kiểu những cái người xung quanh mình kiểu quen biết mình và đưa mình vào những cái cơ hội đó nữa. Thì San cũng vậy, khi mà có đủ những cái cơ hội, có đủ cái sự tự tin cũng như là có đủ cái sự liều lĩnh để mình chuyển từ một cái ngành nghề mà nó đang khá là ổn định đối với một người con gái sang một cái mà mình chưa biết trước được nó sẽ thay đổi như thế nào, mình chưa biết trước được nó sẽ thành công như thế nào, cũng như là chưa biết được là mình sẽ có sự lan tỏa đối với nó như thế nào. Thì San nghĩ là cái cơ duyên lớn nhất chính là cái việc mà mình đã nhận ra được cái sự tự tin, nhận ra được cái sự cái sự là mình có thể làm gì đó trong âm nhạc. Thì mình đã nghỉ việc và chuyển sang cái ngành mới là ngành ca sĩ. Chị Sang hãy đọc 5 lần thật nhanh câu này. Con lương nó luồn qua lường em. Câu này khó nha mọi người, sơ sẩy là chết nha. Ok, để Sang ghi lại rồi Sang đọc nha. Con... được nhìn mà đúng không? Không. Ý là được nhìn vô đây đọc nè. Không. Được chứ. Không. Con lươn nó luồn qua lườn em, có gì đâu. Con lươn nó luồn qua lườn em đúng không? Ghê. 5 lần nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. Con lươn nó luồn qua lườn em. Con lươn nó luồn qua lườn em. Con lươn nó luồn. Con lươn em. Con lươn nó luồn qua lườn em. Con lươn nó luồn qua lườn em. Ok. Sao sang đúng mọi người. Chị Sang fan Jordan lâu chưa ạ? Thấy chị hay mang Jordan ghê. Thật ra chị đã thích giày từ những cái năm cấp 3 rồi. Hồi cấp 3 là chị thích khá là nhiều. Ví dụ như là Jordan nè, những cái đôi của Reebok Boom, mấy cái đôi mà mình cứ bơm hơi vô này nọ. Kiểu thấy mọi người kiểu sưu tầm giày, rồi thấy mọi người đi những đôi giày rất là chất, mặc đồ lên rất là chất thì chị rất là thích. Nhưng mà cái hồi cấp 3 này, chưa làm ra tiền, đúng không? Bố mẹ mình thì cũng chắc chắn là không cho tiền mình mua mấy triệu để mua một cái đôi giày rồi. Nên mình không có cái điều kiện để chơi giày. Và gần đây thì mình tự làm ra, mình có một cái khoản dành dụm để cho cái thú vui của mình, đó là thú vui sưu tầm giày. Thì mình đã chính thức sưu tầm giày. Nói sưu tầm thì cũng hơi quá, nói chung là mình sẽ mua những cái đôi mà mình yêu thích thôi. Mình thấy đôi nào kiểu nó đẹp, đọc cái tiểu sử của nó đi, sẽ có những cái điều thú vị, hay là những cái đôi collab với những nghệ sĩ mình yêu thích thì mình sẽ mua nó. Và sẽ nghĩ là nó có thể phối được một cái bộ đồ đẹp nữa thì mình cũng sẽ mua nó. San sưu tầm giày được khoảng gần hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi. Cũng gian nan lắm mọi người. Cũng kiểu phải đi hỏi han rất là nhiều chỗ, có chỗ nào có giá rẻ hơn, sợ bị lừa này kia cũng nhiều lắm mọi người. Nên chơi giày cũng là một cái mà San nghĩ là nó cũng cần phải đầu tư kiểu khá là nhiều chất xám này, đầu tư khá là nhiều sự kiên nhẫn của mình vào trong cái trò chơi này. Không phải là cứ thấy đẹp là mua. Bởi vì tiền không phải là lá cây. Tiền không phải là lá cây. Gu phim của chị là gì thế ạ? À? Thường thì chị sẽ ưu tiên phần lớn cho phim hoạt hình. Chị thích coi anime. Và chị thường hay coi đi coi lại những cái bộ phim hoạt hình của Ghibli, những cái phim lẻ. Ví dụ như là Công Chúa Sói nè,
Ngôi Nhà Di Động của Fast House nè, hay là Spirited Away nè. Đó, những cái bộ phim đó là chị thường hay coi đi coi lại. Chị cũng không biết nữa, cũng có thể là do con người chị kiểu tinh khôi ấy. Đúng rồi thôi, nhưng mà thật ra chị luôn luôn thích những cái gì mà nó gắn liền với ký ức cũng như là cái tuổi thơ của chị. Thường thường hồi nhỏ hay coi phim hoạt hình á, mà hồi nhỏ thì chưa có lên mạng hay gì để được xem nhiều những bộ phim. Thì khi mà đến cái kênh của mình yêu thích, ví dụ là kênh CN này hay là Disney này, thì lâu lâu nó mới chiếu vào một cái khung giờ, một cái bộ phim lẻ thôi. Mà khi nào mình vô tình bật được cái tivi lên và trúng cái khung giờ mà đang phát cái bộ phim đó, thì mình sẽ cảm thấy nó như là một cái kho báu của em. Và em sẽ được xem một bộ phim vừa đẹp mà vừa hay nữa. Thì những cái ký ức đó nó kiểu theo chị lên đến lớn ấy. Thì lúc mà lớn thì chị cứ thích xem đi xem lại những cái bộ phim đó. Cũng như là chị thích xem những cái bộ phim khác như anime kiểu hoạt hình, Thanh Gươm Diệt Quỷ này, hay là những cái bộ phim khác nữa. Ngoài ra thì những cái ưu tiên tiếp theo sẽ dành cho những cái bộ phim kiểu hơi trinh thám một tí, hơi tâm lý tội phạm một tí, hoặc là những cái bộ phim kinh dị. Thì đó là cái mà chị cảm thấy rất là thích. Phim hài cũng thích nữa, phim mấy cái phim hài Mỹ hơi sàm sàm một tí, nhưng mà nó khiến mình không cần phải suy nghĩ nhiều và cái độ giải trí khá là cao. Cảm giác của chị khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu? Cảm giác khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu hả? Lần đầu tiên luôn hả? Có tính những cái sân khấu kiểu hồi cấp 3 hay là gì không, hay là kiểu sân khấu lớn? Không tôi biết được. Thôi, sân khấu đầu tiên thì là những cái sân khấu mà thời cấp 1 thì phải. Thì cái sân khấu hồi cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3 gì đó. Lần đầu tiên thôi, bây giờ tính cấp 3 đi, bởi vì hồi xưa cấp 2, cấp 1 thì mình không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà cái lần đầu tiên đứng ở trên cái sân khấu cấp 3 thì khá là run. Lo lắng, sợ hãi, ám ảnh và bồi hồi. Nhưng mà cũng có một cái gì đó nhen nhóm, một cái sự gọi là quyết tâm và kiểu cố gắng để thể hiện bản thân. Và không muốn lớp mình bị xếp vào cái thứ hạng thấp, vì đó là một cái cuộc thi kiểu thi văn nghệ giữa khối 10 với nhau á. Thì đó là cái cảm xúc. À, và có một cái sự lo lắng nữa, đó là cái lần đó thi văn nghệ khối 10 thì trường sẽ không có cái trường hợp là nếu mà một lớp đăng ký cái bài hát trước thì những cái lớp khác mà đăng ký trùng thì sẽ không có được trùng nhau, mà sẽ vẫn được trùng nhau. Và may mắn thay là lớp của chị bị trùng tiết mục với một lớp khác, cũng cái hát cái bài Bức Họa Đồng Quê luôn. Cũng dàn dựng múa kiểu con gái thì mặc áo bà ba, xong rồi có cả con trai con gái luôn. Trời ơi, giống y chang nhau, gần như là giống nhau luôn. Chỉ khác về giọng hát này, khác là cách dàn dựng bài nhảy thôi. Đó là một cái rất là áp lực đối với chị. Và làm sao để cho mình vừa trở nên khác biệt mà lớp mình phải quyết tâm là thắng được cái lớp mà có cái tiết mục giống lớp mình nữa. Cuối cùng chị thắng không? Thắng chứ. Sang có tin vào tình yêu không? Tin chứ. Tình yêu là một cái gì đó mang đến cho mình cái sự hạnh phúc này, cái sự hồi hộp này, cũng như là cái sự khá là thú vị nữa. Mà Sang tin là mọi người, đa số mọi người khi mà được sinh ra thì mọi người luôn muốn hướng bản thân đến cái sự hạnh phúc này. Cũng như là đa số bạn nữ luôn thì thường sẽ muốn là sau này mình sẽ có một gia đình đầm ấm này, một người chồng yêu thương mình, bảo bọc cho mình, vân vân các thứ. Còn riêng bản thân Sang thì Sang chỉ cần có một tình yêu đơn giản. Yêu là không là xôi. Tìm người yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi thôi. Chỉ cần thế thôi. Chị có cảm giác khó chịu về những bình luận tiêu cực của anti-fan không ạ? Thật ra thì ban đầu mình rất là khó chịu, rất là để tâm, cũng như là rất là buồn, rất là để ý. Nằm ở nhà trùng chăn, đọc, khóc ban ngày ba đêm luôn mọi người. Nhưng mà kiểu càng về sau á, thì lại càng cảm thấy là những cái nỗ lực của mình á, nếu mà những cái người nào mà trân trọng góp ý cho mình những cái ý kiến một cách, góp ý cho mình những cái ý kiến một cách tích cực á, thì mình sẽ kiểu mở lòng để đón nhận cũng như là sửa đổi những cái khuyết điểm của mình. Còn những cái bình luận nào mà mang những cái tính chất châm chọc nè, tiêu cực nè, đả kích nè, hay là nó không được văn minh lắm, thì thường thường Sang sẽ xóa luôn, hoặc là Sang sẽ chặn cái tài khoản nó luôn, để cho những cái tiêu cực đó nó không bị ảnh hưởng đến tâm lý của Sang, cũng như là không ảnh hưởng đến tâm lý của những cái người mà đang đọc bình luận cùng với Sang. Chị có dự định ra bài mới không? Và khi nào ạ? Có chứ, tất nhiên là phải ra bài mới rồi. Tại vì Sang cảm thấy là sau cái Phải Chăng Em Đã Yêu là một cái khoảng cũng khá là dài rồi Sang chưa ra bài mới. Lý do thì có rất là nhiều, nhưng mà Sang vẫn đang chuẩn bị rục rịch, và Sang dự định là sẽ ra một cái sản phẩm mới trong khoảng tháng 8. Sau khi mà mọi người ổn định một chút cho cái vấn đề sức khỏe của cộng đồng thì Sang sẽ ra một cái ca khúc mới. Hên Xui Nha có thể là một cái ca khúc do người khác sáng tác, cũng có thể là do một cái ca khúc mà do Sang sáng tác. Thì hẹn gặp mọi người vào tháng 8.
và hãy chuẩn bị tinh thần cho một cái sự trở lại của một Chucky San với một cái MV đầu tư hơn về cả mặt hình ảnh lẫn về mặt âm nhạc, về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần. Có lẽ hôm nay là một cái vlog khá là đặc biệt. San cũng không biết nữa, ban đầu mà nghĩ là sẽ quay cái vlog này thì sẽ nghĩ là biết đâu ngồi mà kiểu nói chuyện với mọi người, trả lời những cái câu hỏi của mọi người thì sẽ bị hơi chán so với những cái vlog khác. Mình sẽ đi đây đi đó hay là mình sẽ làm cái này làm cái kia. Nhưng mà sau cùng khi mà kết thúc cái vlog này rồi thì lại cảm thấy đây là một cái vlog mà San cảm thấy nó ý nghĩa nhất đối với mình. Khi mà mình được nghe mọi người hỏi mình, được nghe những cái thắc mắc cũng như là được chia sẻ những cái mà bản thân mình suy nghĩ một cách chân thành nhất đến với mọi người. Và San nghĩ là San sẽ làm thêm nhiều những cái vlog như thế này nữa để có thể trả lời được hết những cái câu hỏi của mọi người. Vì trong những cái phần câu hỏi á, thì có khá là nhiều những câu hỏi trùng nhau này, hay là có khá nhiều những cái câu hỏi mà mình không có hiểu ý của các bạn lắm á. Thì mong rằng những lần sau các bạn sẽ có những cái thắc mắc gì, chúng ta sẽ lại làm những cái vlog như thế này nữa để cảm giác được gần nhau hơn cũng như là được thấu hiểu nhau hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe San nói trong suốt mấy chục phút vừa qua. Và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo nha. Nhớ đăng ký cũng như là chia sẻ cho San nha. Tạm biệt mọi người.